đã bị Talaha phạm lỗi. Trọng tài người Iran cho đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt phía trên khu vực 16m50. Trọng tài bằng vào chân chiếc bóng cùng với Trọng Hoàng thì Talaha đã đá vào chân của Trọng Hoàng. Đông Phương có bóng trong khu cấm địa, xoay trở giữa 4 cầu thủ Malai. Anh vẫn đang kiểm soát được bóng. Nhưng kết cục lại là một cú dẫm bóng và Công Phượng ngã trong khu cấm địa. Trước đó thì Công Phượng đã có một pha xử lý tương đối tốt giữa vòng vây cầu thủ đối phương. Nhưng khi mà anh đẩy bóng ra để mở rộng góc sút, Công Phượng lại tự mình dẫm bóng và ngã. Bóng được đưa sang phần sân của tuyển Việt Nam tới tầm kiểm soát của Văn Lâm. Văn Lâm bằng ra khá xa khỏi khu 16m50 để không chia bóng bằng chân. Bây giờ thì anh bấm bóng bổng, đưa bóng đi chếch sang bên phía cánh trái nhằm vào vị trí của Văn Hậu. Bóng vừa đi ra bên ngoài thì bị dọc và trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Malaysia. Matthew Davy vừa thực hiện quả ném biên, anh nhận lại bóng sau pha giữa với đồng đội của mình. Bóng được triển khai lên số 16 đó là Halim Sari. Pha lập bập của các cầu thủ Malaysia và thiếu chút nữa thì họ đã phải trả một giá đắt. Công Phượng đã rất nhanh băng lên nhưng anh vẫn còn chậm hơn một nhịp so với thủ thành Farizan, và Farizan đã phá được bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau tình huống mắc sai lầm của thủ môn Văn Lâm bên phía đội tuyển Việt Nam thì tới lượt hàng phòng ngự của Malaysia cũng bối rối ở một tình huống phối hợp tương đối đơn giản, một pha phối hợp ở cự ly gần. Nhưng trung vệ của tuyển Malaysia lại không chế hút bóng và bóng trôi về khu vực 16m50. Trọng Hoàng, anh đánh đầu chuyển bóng lên không qua được Kobio. Talaha, bóng đi lập bập, tập người Tuấn Anh và đi hết từ bên dọc để các cầu thủ Malaysia thực hiện quả ném biên bên phía cánh trái. Đường ném biên vẫn ở bên phần sân của tuyển Malaysia. Kobio có lẽ là đang chờ Talaha di chuyển vị trí thích hợp để thực hiện quả ném biên dọc hành lang bên phía cánh trái. Không như vậy là anh phối hợp với Sumare. Sumare chuyển bóng vào trung lộ. Bóng trở lại chân của Sumare. Anh mở bóng đồng đội của mình ở tuyến 2 băng lên và chuyển bóng vào cho Sumare khi anh xâm nhập vòng cấm địa. Và vừa không thành công của các cầu thủ Malaysia. Văn Lâm rất nhanh phát bóng lên. Những pha phát bóng bổng của thủ thành Văn Lâm có xu hướng đi chết sang bên phía cánh trái nhằm vào vị trí của Văn Hậu và Văn Toàn. Văn Hậu một pha qua người, không như vậy là Hùng Dũng. Xâm nhập vào 16m50 rồi, Hùng Dũng dứt điểm. Không bàn như vậy là có bàn thắng. 1-0 ở phút thứ 28 và người lập công là Quang Hải với cú dứt điểm chân thuận. Không được rồi, bàn thắng không được công nhận bởi Quang Hải đã rơi vào thế việt vị. Các cổ động viên trên sân Mỹ Đình và cả chúng tôi nữa đã ăn mừng hụt khi mà chứng kiến các cầu thủ Việt Nam có một tình huống phối hợp rất tốt ở hành lang bên phía cánh trái. Pha đưa bóng lên, Văn Toàn và Hùng Dũng đã phối hợp với nhau và Hùng Dũng có một pha thoát khỏi sự đèo bám của Matthew Davy. Anh đưa bóng vào sát góc vuông 16m50 và thực hiện một cú dứt điểm chứ không phải là một đường chuyền. Nhưng bóng đi lập bập và Quang Hải băng vào, đá bồi bằng chân trái. Bóng đi tung nóc lưới nhưng trong tư thế việt vị của tiền cầu thủ màu áo số 19 và bàn thắng đã không được công nhận. Dù sao thì đó cũng là một tình huống phối hợp tấn công tốt ở bên trái của đội tuyển Việt Nam. Sarun Saad, Matthew Davy, bóng được trả ngược trở lại cho số 2 Matthew Davy. Và bây giờ các cầu thủ Malaysia tìm cách tấn công bên biên cánh phải, không thành công. Văn Toàn, Văn Toàn cũng không vượt qua được cầu thủ đối phương. Talaha là người vừa đối mặt với Duy Mạnh. Anh phối hợp với đồng đội của mình, bóng được căng ngang, đập chân Duy Mạnh. Số 2 của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức quay người để không chia bóng, phối hợp với Văn Hậu. Văn Hậu đang chậm rãi đẩy bóng dọc biên bên phía cánh trái lên phía trên, phối hợp với đồng đội của mình để đưa bóng qua đường trung tâm. Đường chuyền về vừa đập